Ôi đại ca, bỏ hai thằng nó đứng nó chơi trong địa bàn mình kìa. Đúng rồi đại ca. Đi thôi. Ê hai thằng kia, bọn mày làm gì đấy? Gọi tao á. Tao hỏi mày, tao hỏi ai, chẳng lẽ tao hỏi cái đầu gối à? Đồ. Trong hai thằng này thằng nào đại ca? Chúng mày điếc à, không nghe được tao nói à? Thằng nào đại ca? Tao là đại ca. Thế này ngáo nhở? Thế chúng mày đây. Mày không biết đây địa bàn của tao à? Cút ra chỗ khác chơi. Cút. Cần gì biết địa bàn của ai? Tao thích tao chơi thôi. Thích thì tao chơi thôi. Ây à, hai thằng này là bướng nhở? Thế bây giờ hai chúng mày thích cái gì? Tao nói cho chúng mày biết này. Cái gì tao cũng chơi rồi. Tao à? Chơi các chất kích thích là tao chưa chơi thôi. Hai thằng này nó hổ báo ấy nhỉ? Tao nói cho ba thằng mày biết này. Địa bàn này à, thằng nào đến trước của thằng đấy. Hay à, thằng này ngáo thật đấy. Chúng mày đừng tưởng đông mà bắt nạt hai thằng bọn tao nhá. Đại ca nhá. Được thôi. Thế tao cho hai chúng mày một cơ hội. Tao với đại ca mày phân cao thấp. Thằng nào thắng địa bàn này sẽ là thuộc về thằng đấy. Mày chơi không? Chưa từng sợ một thằng nào. Tao chơi luôn. Đây là kia. Đưa đồ cho anh. Đại ca sửa đẹp ngó luôn. Đại ca, hai chúng mày lùi tất đằng sau. Lùi sao vào. Đại ca tao không. Đương nào thôi. Lùi đằng sau, chỗ này nguy hiểm. Bố gì đây? Cố lên nào cháu ơi. Bố mày đánh trước. Giờ mày chết bố mày rồi. Bố nó. Mày nè, ôi trời ơi. À, mày chết chưa? Mày nè. Toàn dùng. Toàn thật rồi bố em mà. Mày khá đấy. Lần này tao là thua. Cố mà giữ cái địa bàn này đi.